Rồi, tiếp tục các bạn mọi người cùng xem nha. Hôm nay trận tình cờ các bạn có thấy chưa các bạn? Đây mà cắt lúa nha. Kubota đi xe 60 chạy vực lúa chạy thơm các bạn. Quá tình cờ bữa nay đã mình gặp cái chiếc C60 cho các bạn mọi người cùng xem nha. Ôi, quá xế hồi coi chừng nó sụp. Ôi, không sao. Ôi, quá nhìn đứng các bạn. Giống luôn. Nha, nó xế hồi coi chừng nó sụp mà bây giờ. Ôi. Hình như chắc là có trận mưa chữa các bạn. Ôi, nó xíu hụt cái trận nó sụp phải nha. Ta quay xích nhỏ các bạn, xích 70 chia lại mạnh các bạn. Ôi, quá dựng đứng các bạn. Rồi, không sao các bạn. Rồi, không sao, qua nha. Bạn thấy chưa? 60 các bạn. Lần này đằng 2015 các bạn. Mới cải tiến nhất, dòng đầu dòng mới nha. Vật lúa chạy thơm anh nha các bạn, quá trúng. Bấm các bạn thấy mê chưa? Rồi chạy các bạn. Khủng hoảng. Rồi bữa nay chiếc 60 này sẽ động cơ V2403 phước tâm 600 phút các bạn. Rồi bạn coi 60 các bạn. Rồi chạy chưa? Quá chạy. Quá chạy các bạn. Quá chạy các bạn ơi, quá tốc độ các bạn.
biển hơi sập các bạn. Ôi ôi ôi, nói xíu họ có chừng bị ngạt cho bây giờ. Cái này hơi sập nha. Rồi lưu tấn các bạn. Quá chạy các bạn. Còn một năm đã xong các bạn. Còn mấy này rồi, anh em mình đứng qua dưới bờ các bạn. Rồi ôi 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 ôi, có đường mương giữa các bạn. Nhanh nha các bạn. Rồi chị nên chia tay các bạn. Rồi chào vừa các bạn. Rồi quá chạy các bạn. Mãi đỉnh. Rồi bấm các bạn. Nghe chưa? Bạn nha các bạn, bữa nay bạn cần có phải chạy vượt đầy thơm các bạn. Để coi 60 chạy tốc độ nha.
Rồi bữa nay còn dài một miếng nữa xong cho các bạn. Bữa nay còn làm các bạn. Còn một miếng vẫn đã xong rồi các bạn. Rồi chào các bạn mọi người nha. Bữa nay mình sẵn nhập mà có yêu cầu mình mua máy bán máy, rồi bay liên hệ số máy điện thoại đó chính là 02853 189685. Thì mình nhập mà cái yêu cầu mình để ghi số điện thoại nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.